Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em kính chúc mọi người có một ngày thật vui, ngập tràn hạnh phúc bên gia đình nhé. Ngày hôm nay bên em sẽ lên cho mọi người 10 mẫu quần jean. 10 mẫu quần jean hôm nay bên em sẽ sale còn 220k cho một sản phẩm quần jean. Và vẫn được free ship toàn quốc nha mọi người. Không để mọi người đợi lâu, em sẽ vào sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên, mã Q1. Chúng ta có một chiếc quần jean màu đen của thương hiệu Uniqlo. Một thương hiệu mà có rất nhiều sản phẩm em đã lên và đã giao tới tay khách hàng rồi ạ. Mã Q1 chúng ta có chiều dài 92, à không em xin lỗi, vòng bụng 92, dài 103 và gấu quần là 18. Tất cả thông số của sản phẩm em sẽ ghim bên góc trái của màn hình nha mọi người. Mọi người chú ý cái góc phía bên trái này giúp em này. Tất cả thông tin, thông số của quần em sẽ ghim ở đây. Gồm có vòng eo này, chiều dài quần này và gấu quần nha. Con này thì form skinny nha anh em. Cho những người mà có cái thích mặc những cái ống mà nó bó một chút, nó nhỏ một chút nha. Mã Q1. Q2, chúng ta đến với một sản phẩm của thương hiệu Edwin nha mọi người. Một sản phẩm của thương hiệu tới từ Nhật ạ. Đây là form của quần ạ. Đây là tag của quần ạ. Và đặc biệt ở phần sau túi này, hai đường này làm từ chất liệu da nha mọi người. Đây, nguyên một mảng miếng da ở đây ạ. Mã Q2, bụng 86, dài 110 và gấu là 22. Dạ đây ạ. Chiếc này thì phần dưới nó loe ra một chút nha mọi người. Quần này đã hơi loe nha, anh em nào thích quần loe thì em chốt mã này nha. Tiếp theo mã Q3, chúng ta có một chiếc quần kaki màu đen như thế này ạ. Một chiếc quần kaki. Và đặc biệt chiếc quần này là một sản phẩm của Polo Ralph Lauren nha mọi người. Và đây là tem Polo Ralph Lauren chính hãng ạ. Màu đen nha, chiếc này là kaki nha mọi người, chứ không phải quần jean nha. Kaki mềm nha mọi người, chiếc này thì chất liệu kaki khá là mềm đây này. Mã Q3, eo 82, dài 106 và gấu là 22. Đây kaki nha mọi người. Tiếp theo mã Q4, chúng ta có một chiếc quần màu trắng của thương hiệu Uniqlo. Một chiếc quần màu trắng của thương hiệu Uniqlo. Chiếc này thì đặc biệt thiết kế ở hai bên gấu, à hai bên đầu gối thì người ta làm rách như thế này nha mọi người. Chiếc quần này rách nguyên bản nha. Cái thiết kế của nó như thế này. Rách cả hai phía đầu gối. Và tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay có độ mới trên 95%. Đó là lời cam kết nha mọi người. Mã Q4, chúng ta có vòng eo 100, dài 100, gấu quần là 19 nha. Một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Tiếp theo mã Q5, chúng ta tiếp tục có một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Mã Q5, bụng 90, dài 102. Gấu quần là 21. Mọi người lưu ý những cái thông số mà em cung cấp nha, để lựa chọn được một chiếc quần nó phù hợp nhất với cơ thể ạ. Em sẽ zoom cận cảnh độ mới của chiếc quần cho mọi người xem nha. Những cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đều có độ mới trên 95%. Đó là một lời cam kết nha mọi người. Tiếp theo mã Q6, chúng ta vẫn có một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Vẫn là một chiếc quần trắng.
tem của Uniqlo. Tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đều là những sản phẩm chính hãng nha mọi người. Mã Q6, vòng eo 86, dài ống 100 và gấu quần là 18. Chiếc này cũng form skinny, cho những anh em có cái cặp chân thì nó nhỏ một chút, cho những người thích mặc những cái mẫu quần mà nó bó một chút. Nó gọi là quần ống đứng đấy mọi người. Tiếp theo mã Q7, chúng ta vẫn là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Màu đen nha mọi người. Mã Q7, vòng eo 88, dài ống 98 và gấu quần là 15, một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Chiếc này cũng form skinny nha mọi người, cho những người có thích mặc quần bó đấy, cho những người thích mặc quần mà ống nó nhỏ một chút này. Tiếp theo mã Q8 vẫn là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo, một chiếc quần màu trắng ạ, một chiếc quần jean màu trắng của Uniqlo. Tem ạ. Rồi, mã Q8 chúng ta có vòng eo là 84, vòng eo 84, dài ống 102 và gấu quần là 21. Một chiếc quần trắng của thương hiệu Uniqlo. Tiếp theo chúng ta có mã Q9. Vẫn là của thương hiệu Uniqlo nha mọi người. 90% sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đến từ thương hiệu Uniqlo ạ. Vẫn là một chiếc quần trắng với form skinny, cho những anh em có thích mặc những cái chiếc quần mà nó bó một chút này, form nó đứng này. Mã Q9, bụng 82, dài ống 100 và gấu quần là 18. Tất cả thông số của sản phẩm em sẽ ghim bên phía trái của góc màn hình nhé. Và số điện thoại đặt hàng thì em sẽ ghim bên phải của góc màn hình. Tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đồng giá 220k và được free ship toàn quốc nha. Và mã cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là mã Q10. Chúng ta có một chiếc quần jean của thương hiệu Uniqlo với độ mới trên 95%. Mọi người nhìn giúp em những cái phần ở đây này, nó không có một chút bạc nào luôn. Một chiếc quần như mới giúp em, mã Q10. Q10. Bụng 92, Q10 bụng 92, dài 97 và gấu quần là 21 nha mọi người. Mã Q10, mã cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đây. Dạ rồi, và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Thì mọi người đặt hàng cách đơn giản nhất là hãy gọi điện trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo và gửi cho em cái mã sản phẩm. Bên em sẽ bắt đầu lấy thông tin, đóng hàng và gửi hàng cho mọi người trong ngày luôn. Và thời gian nhận hàng sẽ từ 1 tới 3 ngày nha mọi người. Và mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Bên em không hề thu cọc của khách ạ. Nên mọi người nhận hàng và thanh toán cho shipper giúp em nha. Và em xin chân thành cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.